Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Thị Khánh Huyền, là sinh viên khóa 1 lớp Happy trường Đại học EDX, mã số sinh viên CUV019HB15. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một chủ đề và chủ đề này trong những video lần trước mình cũng đã nói rồi, đó chính là về cảm xúc và ứng xử, đúng không? Chúng ta luôn luôn thừa nhận với nhau rằng là không có ai trên trái đất này mà không có một chút cảm xúc nào, đúng không ạ? Trừ phi chúng ta mắc một cái căn bệnh gì rất đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì mọi người luôn luôn tồn tại những cái dạng cảm xúc khác nhau, vui buồn có, sợ hãi có, lạc quan có, hạnh phúc có, vân vân, đúng không ạ? Và tất nhiên không ai trong chúng ta thừa nhận có con người cảm xúc và có rất là nhiều biểu hiện cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên thì chắc chắn sẽ không có ai muốn trải nghiệm những cái cảm xúc sợ hãi thường xuyên hay là cảm giác lo âu, lo lắng thường xuyên vân vân, đúng không? Ví dụ những cảm xúc tiêu cực, chúng ta cũng không thể nào mà muốn trải nghiệm nó một cách thường xuyên. Tất nhiên nếu như mọi người nói rằng là tôi muốn có nó để cho cuộc sống một hồi thêm hy vị thì cái đó là điều đương nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải có cảm giác này, cảm giác kia thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên đa dạng. Tuy nhiên thì chúng ta luôn luôn hướng tới những cảm xúc tích cực, đúng không ạ? Ví dụ như lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc, và chúng ta luôn luôn hướng tới những cái cảm xúc đó và luôn luôn khiến cho con người của mình hoàn thiện hơn thông qua những cái cảm xúc đó. Tuy nhiên thì cái cách mà chúng ta hoàn thiện nó cũng như là tìm kiếm đến nó là một cái con đường hết sức là khó khăn, các bạn, đúng không ạ? Các bạn có đồng ý với mình không ạ? Khó khăn ở chỗ là chúng ta cần phải đi hiểu chính mình và hiểu cái cảm xúc của mình cũng là một trong những cái cách mà chúng ta đi tìm hiểu về chính bản thân mình, đúng không ạ? Và đối với cái tiết học cảm xúc của vừa rồi của thầy Trần Mạnh Hải thì mình tập thể lớp mình và riêng cá nhân mình cũng học được rất là nhiều điều, và mình biết được rằng là chúng ta nên phát huy những cái mặt tích cực của những cảm xúc tích cực. Vậy thì cái cách để mà nhận biết một con người có những cái cảm xúc tích cực thì có rất là nhiều cách, đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một số cái điểm và có một số cái chi tiết mấu chốt như sau để mà chúng ta có thể nhận biết được một con người mà có những cái cảm xúc và tích cực và họ luôn luôn lạc quan và mang đến những cái niềm hân hoan, những cái nguồn năng lượng rất là riêng của họ khi mà ngồi ở trong một tập thể hay là họ cùng làm việc nhóm hay là nói chuyện giao tiếp với một ai đó thì chúng ta biết ngay, làm việc một ai đó thì chúng ta cũng biết ngay những con người như vậy, để sau này khi mà có một cái câu rằng là nếu bạn muốn hạnh phúc thì hãy biến những cái mối quan hệ xung quanh của bạn trở nên hạnh phúc, đúng không ạ? Chính vì thế mà nếu chúng ta biết được điều này thì về sau chúng ta có thể kết bạn hay là chúng ta có thể tạo những cái mối tương tác giao tiếp qua lại đối với những người như vậy để chúng ta có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Vậy thì những cái yếu tố nào mà chúng ta có thể nhận biết được một con người như vậy thì đối với bản thân mình, trong cái học vừa rồi thì mình cũng tiếp thu được khá cái cách mà chúng ta có thể nhận biết được cái con người lạc quan ấy. Cái đầu tiên đó chính là họ biết kiểm soát cái cảm, tức là chúng ta cần phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Tức là nếu như chúng ta nói chuyện với ngay cả chúng ta đi, chúng ta lắng nghe những cái yếu tố đó thì chúng ta cũng cần phải biết rèn luyện cho bản thân mình, đúng không ạ? Họ biết kiểm soát cái cảm xúc của họ này, và họ luôn nhiệt huyết trong công việc này, họ thông cảm cho người khác và họ tự hiểu được chính bản thân mình, và họ có một cái khả năng hoạt ngôn rất là tốt. Đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta có thể nhận biết những người lạc quan, và ngay bản thân chúng ta cũng có thể rèn luyện những cái điều tốt đẹp đó để trở thành một con người lạc quan, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà chúng ta làm việc nhóm chẳng hạn thì các bạn luôn luôn sẽ hướng tới những người nhiệt huyết, những người chủ động và tươi cười rất là nhiều để cho cái bầu không khí làm việc của chúng ta trở nên thoải mái hơn. Đấy cũng là một cái cách mà chúng ta luôn luôn hướng tới, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ biết được cái điều này rồi thì tại sao chúng ta lại không bắt đầu đi tìm kiếm đi và bắt đầu tiến hành tìm kiếm những cái người đồng đội của mình để có một cái sự tương tác hết sức là tốt trong cái sự phát triển của chúng ta trong tương lai, đúng không ạ?
tiếp sau cái nhận biết này và những cái con người này để chúng ta hiểu được rằng là chúng ta có cảm xúc, chúng ta đầu tiên phải công nhận với nhau một điều rằng là chúng ta luôn luôn mọi người luôn luôn có cảm xúc, và làm sao để kết thân được cái mối quan hệ đấy thì chúng ta cũng nên hiểu những cái yếu tố vừa rồi mà mình đưa cho các bạn, đúng không ạ? Tiếp theo nhắc đến một cái quy trình mà chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải phân tích với nhau, đúng không ạ? Đó chính là cảm xúc thì có ở rất là nhiều dạng, và nó biểu hiện ra dưới rất là nhiều hình thức. Ví dụ như bọn mình thì bọn mình có học đến cái hình thức như là mua bán này, đúng không ạ? Mua bán cảm xúc. Chúng ta cũng thấy rằng là ngoài cái việc là mua bán theo nghĩa đen thông thường ấy thì cái nghĩa bóng nó cũng có nhiều mặt, đúng không ạ? Cái mua bán cảm xúc này chúng ta có thể trao đổi một cách tích cực hoặc thậm chí tiêu cực, nó cũng có luôn. Các bạn cũng thấy như là khi mà bản thân mình ấy, vui vẻ chẳng hạn, đúng không? Chúng ta tương tác với một người nào đó và chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn hoan hỉ, hồ hởi chẳng hạn, thì chắc chắn là họ cũng sẽ tương tác với chúng ta với những cái cảm xúc như vậy, đúng không? Và nếu như mà mặt mình hầm hầm cả cau có suốt ngày và tương tác với người kia thì chắc chắn là bên đối phương cũng chẳng thể nào mà mang một cái cảm xúc vui vẻ đến cho chúng ta, trừ phi họ là những cái người hết sức là thông cảm cho chúng ta ngày hôm đấy, hoặc là hết sức là thấu hiểu cái cảm xúc của chúng ta ngày hôm đấy là bị cái gì mà lại tỏ ra khó chịu như thế, đúng không ạ? Còn không thì họ cũng sẽ trở lại và cáu gắt với chúng ta như vậy thôi. Đây cũng chính là một cái hình thức mua bán, hay thậm chí mình cũng hiểu theo một cái cách khác, đó chính là trao đổi giá trị, đúng không? Chúng ta cho đi những cảm xúc tích cực thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhận lại được những cái cảm xúc tích cực. Đó là cách mình hiểu về cái thuật ngữ đó chính là mua bán cảm xúc. Tiếp theo đó là cái trạng thái cân bằng. Cái trạng thái cân bằng về cảm xúc ấy thì bọn mình cũng có những cái phân tích về cái độ cân bằng. Tuy nhiên theo bản thân mình nghĩ và theo cái quan điểm của bản thân mình thì cái cân bằng cảm xúc này thì chúng ta cũng cần phải rèn luyện rất là nhiều. Và có lắm lúc có rất là nhiều người hiểu rằng là cân bằng là tôi cũng không quá vui, cũng không quá buồn, hay là tôi luôn luôn ở trong trạng thái trung dung và tiếp thu mọi việc. Thì mình nghĩ những cái cảm xúc đó, những cái mà mình biểu hiện đó ấy, những cái mà mình vừa nói ra ấy, thì nó không phải là biểu hiện thực sự của cảm xúc. Và một cái yếu tố quan trọng và mà chúng ta đều biết là cái cảm xúc của chúng ta, chúng ta phải thuận theo nó, bởi vì cảm xúc là cái mà chúng ta dễ tác động vào con người chúng ta nhất, đúng không ạ? Và thường thường có nhiều người nói là bạn này sống rất là cảm xúc, và nếu như mà bây giờ tôi tác động và tôi muốn chuyển hướng cái cảm xúc của bạn, tôi muốn điều khiển bạn cũng được. Và có rất là nhiều người cảm thấy buồn phiền, buồn bực về điều đó, và họ cảm thấy rằng là trời ơi, cái con người cảm xúc thật là yếu đuối, và thật là một cái điều gì đấy rất là khó chịu với họ bởi vì tôi mang cái con người cảm xúc này. Nhưng mà bản thân mình thì không nghĩ vậy. Bản thân mình nghĩ rằng là đúng vậy, chúng ta công nhận chúng ta là một con người cảm xúc, và điều đó là hoàn toàn tuyệt vời, bởi vì chúng ta tiếp thu những cái thông tin vào và chúng ta có những cái phản ứng cảm xúc, chúng ta có cái sự nhạy cảm riêng của chúng ta, thì đó cũng là một điều rất là tuyệt vời. Và trước khi mà đạt đến cái trạng thái cân bằng ấy, thì tất nhiên chúng ta phải công nhận được rằng là chúng ta phải biểu hiện được cái cảm xúc đó ra, đúng không? Xem một bộ phim buồn, chúng ta có thể, nếu như chúng ta cảm thấy mình thật sự đồng cảm với diễn viên thì mình cũng có thể khóc, đúng không ạ? Nếu như gặp một cái tình huống vui hoặc là gặp một cái điều gì đó, chúng ta vẫn có thể cười thật lớn, hay là điều gì tức giận thì chúng ta cũng có thể biểu hiện ra, bởi vì đó là bản chất của cảm xúc. Và đó, chúng ta không nên là kìm nén lại để tỏ ra là mình là một con người trung dung và khó ai có thể tác động cảm xúc của mình. Nhưng kìm nén lại thì đôi khi nó không phải là một điều tốt, đúng không ạ? Cảm xúc là chúng ta cần phải bộc lộ, và chúng ta cần phải bộc lộ ra nhiều hơn mà chúng ta tưởng. Và khi bộc lộ ra rồi thì chúng ta mới biết rằng là mình đang còn tồn tại những cảm xúc này. Cảm xúc nào tiêu cực thì chúng ta có thể giữ lại riêng cho bản thân mình. Còn nếu như mà xin lỗi, cảm xúc nào tiêu cực thì chúng ta có thể bài trừ đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhận diện được nó và chúng ta sẽ thay đổi nó. Còn những cái cảm xúc nào làm cho mình tích cực, làm cho mình hoan hỉ, mình vui vẻ
thì chúng ta có thể giữ lại cho bản thân và tiếp tục lan tỏa cho mọi người. Đấy là mình nghĩ là không phải là một con người cảm xúc là một con người yếu đuối hoặc là dễ tác động hay như nào hay như kia, mà một con người cảm xúc là họ biết cảm thụ cuộc sống rất là tốt, và mình nghĩ điều đó là điều rất là tuyệt vời. Và tiếp theo đó chính là cái nhân quả ở trong cái cảm xúc. Vậy thì ở đây có vẻ như chúng ta đang nói sâu hơn về cái chủ đề, đó chính là khi mà chúng ta bộc lộ một cái cảm xúc xấu ấy, thì tất nhiên là chúng ta sẽ nhận lại được thậm chí là gấp đôi cái cảm xúc xấu đó. Thì có một cái định luật của Newton đúng không ạ? Định luật 2 thì phải, mình cũng không rõ lắm, nhưng mà bất kỳ một cái lực nào, một cái lực tác động nào từ một vật nào đó thì đều nhận lại một cái phản lực tương đương hoặc gấp đôi. Thì đó cũng chính là cái cách mà họ diễn tả về về cái nhân và cái quả này, đúng không ạ? Khi mà nhắc đến nhân và quả thì có nhiều người sẽ nghĩ rằng là đây chắc là một cái điều gì đó rất là mê tín dị đoan, và có vẻ là nhắc đến một cái điều gì đó rất là tâm linh, nhưng thực sự không phải. Và chúng ta luôn luôn nhìn thấy rõ ràng những cái biểu hiện gì mà nhân quả đang thể hiện ra trước mắt, đúng không ạ? Chúng ta có một cái hành động xấu ở trong thời điểm hiện tại thì cái quả xấu của chúng ta nhận về chắc chắn là nó sẽ có thể ngay trước mắt, hoặc là có thể là trong tương lai chúng ta sẽ gặp những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta gieo một cái nhân tốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được những cái điều tốt lành đến cho cuộc đời. Thì đó là cái điều đương nhiên mà mọi người ai cũng nhìn thấy. Nhưng nếu như khi mà nhắc về cái nhân quả ấy, thì mọi người lại nghĩ rằng là mình làm một điều xấu thì có một cái thế lực nào đó sẽ ám hại mình. Nhưng không phải, đó cũng chính là cái tác động rất hết sức là tự nhiên, và đó là một cái điều gì đó cân bằng ở trong cuộc sống của chúng ta. Và có vẻ như là mọi người đều hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn là rõ ràng là mọi người đều hướng tới những điều tốt đẹp, đúng không ạ? Và chính vì thế mà cần có một cái điều đấy để cân bằng lại cho chúng ta. Thì mình nghĩ cái này là nó rất là tuyệt vời, chứ không phải là một cái điều gì đó nó quá là huyền bí, quá là cao xa đâu, bởi vì chúng ta luôn luôn chứng kiến những cái điều này trong cuộc sống, đúng không ạ? Và cái tiếp theo đó là một cái yếu tố hết sức là quan trọng, đó chính là cái sự thích nghi. Cái sự thích nghi này thì mình nghĩ là nó có một cái câu chuyện mà thầy đã đưa ra chúng mình ấy, thì là cái con ếch đó, nó ở trong một cái cuộc thí nghiệm khoa học, đúng không ạ? Ếch thì là một cái động vật biến nhiệt, chứ không phải hằng nhiệt như là con người của mình. Thì nó biến nhiệt khi mà cho nó vào một cái nồi nước sôi và tăng dần dần nhiệt độ lên. Thì mới đầu những cái nhiệt độ thấp ấy thì nó còn chịu được và nó không có những cái phản ứng gì, và nó nghĩ rằng là nó có thể vượt qua được. Nhưng mà khi mà nhiệt độ cao dần lên tầm 70-80 rồi thì bắt đầu nó có những cái động thái, đó chính là quẫy và vùng và muốn nhảy ra khỏi nồi. Thì cái sự thích nghi này nó cũng mang đến cho chúng ta một cái bài học hết sức lớn. Và mình nghĩ rằng là nhờ cái sự thích nghi này, mình cũng đã nói ở trên cái phần phần cân bằng cảm xúc vừa rồi, đúng không ạ? Và cái sự thích nghi này rằng là không phải là trong cái tình huống nào thì chúng ta cũng nên giữ một cái trạng thái trung dung hay là một trạng thái điều hòa, mà căn bản nhất là chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta chúng ta công nhận rằng là chúng ta có cái cảm xúc đó đi. Chúng ta biết bực bội, chúng ta biết sợ hãi, chúng ta có lo lắng hay thậm chí chúng ta có vui vẻ. Quan trọng là chúng ta cần phải nhận thức được nó. Và nếu như mà nó tiêu cực hoặc là nó không có được tốt cho lắm cho cơ thể mình thì ok, đơn giản, lần sau mình sẽ thay đổi nó thôi. Còn nếu như tích cực thì mình vẫn giữ lại, và cái đó là một cái đặc điểm hết sức là tốt của cảm xúc đấy chứ. Tức là chúng ta biết cảm thụ chứ đâu. Nếu như mà chúng ta gặp một tình huống mà chúng ta coi như là vô cảm thì còn gì là thi vị cuộc sống nữa, đúng không ạ? Và mình nghĩ là như thế. Thì đó là cũng là một phần trong yếu tố thích nghi, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta cứ kìm nén nó mãi để chúng ta cố gắng thích nghi với điều kiện hoàn cảnh thì không biết rằng là bạn thì sao, nhưng mà đối với bản thân mình thì chắc là đầu mình nổ tung ra từ lâu rồi. Và nếu như mà ví dụ gặp một cái trường hợp nào đó tạo cho mình cái sự bức xúc thì tất nhiên là mình cần phải nói thẳng và nói thật rằng là tôi đang bức xúc như thế này, tôi đang bức xúc bạn như thế kia, bạn có ý kiến như thế nào không, thì chắc chắn là mình phải nói ra, đúng không ạ? Còn nếu như mà cứ kìm nén ở trong lòng thì nó rất là, thứ nhất là đau khổ cho bản thân, và thứ hai là có thể nó gây ra cái sự thù hằn giữa bản thân mình, hoặc nếu như mà
đôi bên thì nó còn gây ra một cái cuộc chiến tranh lạnh hết sức là kinh khủng, hoặc thậm chí là đấu đá tay chân luôn cũng không biết nữa. Thì đấy cũng thích nghi không có nghĩa là chúng ta cần phải kiềm chế nó lại, không có nghĩa là chúng ta cần phải cho mình vào một cái trạng thái rất là chịu đựng và ung dung, và chúng ta ok biểu hiện nó ra và tôi công nhận rằng là tôi có cái cảm xúc này và tôi chỉ cần nếu như nó tiêu cực thì tôi sẽ sửa nó đi thôi. Thì đấy là mình nghĩ là một cái cách mà nó khá là tốt, đúng không? Và có một cái vòng tuần hoàn mà thầy có đưa ra chúng mình thì thầy có nhắc đến cái từ nhu cầu này, và sau đó là đến cái nhu chúng ta có nhu cầu thì chúng ta mới hành động, và chúng ta hành động thì chúng ta sẽ mong muốn đạt được cái kết quả đó, và cuối cùng là chúng ta sẽ đạt tới cái trạng thái cân bằng. Thì rõ ràng là bạn biết rằng là cái nhu cầu của cảm xúc nó rất là nhiều, đúng không ạ? Và thậm chí là chúng ta cũng phải công nhận với nhau một điều rằng là ở sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta luôn luôn muốn có cái sự chú ý từ mọi người xung quanh. Và trong một cái cuộc trò chuyện nào đó, nếu như chúng ta là một trung tâm hoặc là chúng ta là một cái điều gì đó đáng chú ý, thậm chí là tiêu cực, nhưng chúng ta cũng được chú ý và chúng ta cũng cảm thấy có một cái điều gì đó rất là thỏa mãn ở bên trong mình. Vậy cái nhu cầu cảm xúc là vậy thì quay lại logic một chút thì chúng ta phải công nhận với nhau rằng là một cái nhu cầu của cảm xúc đó chính là nó được muốn được chú ý và muốn được bộc lộ ra. Vậy thì tại sao mà chúng ta cần phải kìm nén, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có một cái nhu cầu nào đó muốn giải tỏa hay là muốn vui vẻ thì chúng ta vẫn cần phải bộc lộ ra, và để nhưng mà trong cái lúc đó bộc lộ, tức là bộc lộ ra không phải là trong cái lúc đó chúng ta không suy nghĩ gì, mà chúng ta thậm chí là sau cái hành động đó dù nó tốt hay dù nó xấu thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại rằng cái cảm xúc này mang đến cho mình cái thích ứng như thế nào, và trong cái hoàn cảnh này đã phù hợp hay chưa. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể thích nghi với nó và tạo ra cho một cái sự cân bằng, đúng không ạ? Thì đấy là toàn bộ những gì mà mình có thể hiểu được ở trong cái tiết học cảm xúc và ứng xử vừa rồi. Tuy nhiên chắc chắn sẽ có những cái điều thiếu sót mà mình chưa nói ở đây. Nhưng mà dù gì thì mình nghĩ rằng là những cái quan điểm riêng của từng người thì ngay bản thân mình cũng không thể nào mà đồng hóa cái quan điểm của mình được, tức là mình không thể đồng hóa cái quan điểm đó là của mình, bởi vì nếu như mà nó sau mình nghĩ là cái tính đúng sai của vấn đề nó rất là bằng ấy, tức là có thể hôm nay là đúng nhưng hôm sau sẽ là sai. Chính vì vậy nếu như mà các bạn cảm thấy có sai sót thì các bạn sẽ đóng góp cho mình để nếu như mà mình cảm thấy điều này chưa đúng thì mình có thể sửa lại để hoàn thiện hơn cái video này. Và rất là cảm ơn mọi người, rất là cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe, và mong muốn rằng là sẽ gặp lại các bạn trong những video lần sau.